Thạch Sanh, chuyện cổ dân gian Việt Nam. Ngày xưa có chàng Thạch Sanh không may sớm mồ côi cha mẹ. Chàng sống côi cút trong túp lều cũ, nép dưới một cây đa cổ thụ. Ngày ngày chàng vào rừng sâu kiếm củi về bán lấy tiền sinh sống. Đêm đêm chàng miệt mài luyện tập võ nghệ. Bấy giờ có một người tên là Lý Thông, chuyên nghề buôn bán rượu, đi chợ xa về nghỉ chân dưới bến gốc đa. Thấy Thạch Sanh khỏe mạnh, thật thà chất phác, Lý Thông nghĩ thầm: có anh chàng này trong nhà, sẽ đỡ phải thuê thêm người làm, lợi biết bao nhiêu mà kể. Hắn liền lân la hỏi chuyện làm quen rồi nhận Thạch Sanh làm em kết nghĩa và đưa về nhà. Từ ngày có Thạch Sanh, bao việc nặng nhọc trong nhà chàng đều gánh vác cả. Nhờ thế mẹ con Lý Thông càng được an nhàn, ăn sung mặc sướng. Ở vùng ấy lúc bấy giờ có con Trần Tinh thường quấy nhiễu phá phách khắp nơi. Không có cách nào diệt trừ chăn giữ, nhà vua đành sai lập miếu thờ, mỗi năm cúng tế cho nó một mạng người. Năm ấy đến lượt Lý Thông phải nộp mạng, hai mẹ con lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Chợt Lý Thông nghĩ ra một kế. Hai mẹ con dọn một mâm rượu thịt thịnh soạn mời Thạch Sanh ăn, rồi Lý Thông bảo chàng: đêm nay đến lượt anh phải đi canh miếu thờ, ngặt vì đang nấu dở mẻ rượu, nhờ em chịu khó đi thay anh một đêm. Thạch Sanh không ngờ vực gì, vui vẻ nhận lời. Nửa đêm Trần Tinh mò đến miếu, thấy mồi ngon, nó vươn cổ há miệng định nuốt sống. Thạch Sanh bung rìu đánh lại, hai bên quẩn nhau dữ dội nát cả một vùng cỏ cây mà vẫn không phân thắng bại. Đến sáng, Trần Tinh yếu dần, bị Thạch Sanh chặt đứt đầu rồi nổi lửa đốt xác. Từ trong đống tro tàn hiện ra một cây cung và ba mũi tên vàng. Thạch Sanh bèn nhặt lấy rồi xách đầu Trần Tinh về nhà. Lý Thông nghe tiếng Thạch Sanh gọi cửa, giật mình tưởng oan hồn chàng hiện về. Nhưng khi thấy Thạch Sanh vừa cười hớn hở, vừa xách đầu Trần Tinh bước vào nhà, hắn giả bộ hoảng hốt kêu lên: Trần Tinh là vật báu của nhà vua, nay em giết nó, nhà ta sẽ mang họa mất. Thôi em mau trốn đi, có chuyện gì để mặc anh lo liệu. Thạch Sanh nghe nói vậy thì kinh sợ, vội từ giã mẹ con họ Lý ra đi. Còn Lý Thông đem ngay đầu Trần Tinh vào cung, tâu với vua rằng chính mình đã hạ được quái vật. Nhà vua cả mừng, ban thưởng vàng bạc châu báu và phong cho Lý Thông một chức quan to trong triều. Thạch Sanh quay về túp lều cũ bên gốc đa cổ thụ, ngày ngày lại kiếm sống bằng nghề đốn củi. Một hôm, chàng lấy bộ cung tên vàng ra ngắm nghía, chợt nghe tiếng quạt gió ào ào, tiếng người hoảng hốt kêu cứu. Một con đại bàng to lớn quắp một người con gái bay qua. Thạch Sanh giương cung lên, mũi tên vàng lao đi, trúng ngay cánh đại bàng. Đại bàng bị thương nhưng vẫn không chịu buông cô gái, nó cố bay đi và mất hút trong rừng sâu. Thạch Sanh vội lần theo vết máu đi tìm, chàng đi mãi, đến một cửa hang sâu thì mất dấu vết. Cô gái bị đại bàng quắp ấy chính là công chúa Quỳnh Nga, con gái yêu của nhà vua. Nàng đang dạo chơi trong vườn thượng uyển thì bị đại bàng bắt mang đi. Biết tin, nhà vua lo lắng truyền gọi các quan đến, hứa sẽ chuyển ngôi và gả công chúa cho ai cứu được nàng. Các quan liền tiến cử Lý Thông. Nhận lệnh vua, Lý Thông lo lắm. Hắn nghĩ đến Thạch Sanh bèn sai người đi tìm chú em kết nghĩa, vừa cho mở hội hát múa để nghe ngóng và dò la tin tức. Quả nhiên, Thạch Sanh đi bán củi ngang qua, thấy hội vui mới ghé vào xem. Lý Thông gặp được chàng, mừng rỡ kể lể nỗi buồn từ ngày xa nhau. Rồi hắn nói đến nỗi lo phải đi tìm công chúa. Thạch Sanh nghe vậy bèn dẫn Lý Thông cùng quân lính đến hang đại bàng. Đến cửa hang sâu, Thạch Sanh bảo Lý Thông dòng dây cho mình xuống tìm công chúa. Hai bên giao hẹn, hễ thấy dây động thì kéo công chúa lên, rồi thả dây xuống đón Thạch Sanh lên sau. Chàng xuống hang dò dẫm mãi mới tìm ra nơi đại bàng nhốt công chúa. Lửa lúc đại bàng đang ngủ say, Thạch Sanh đưa công chúa ra rồi giật dây báo hiệu để Lý Thông kéo công chúa lên trước. Công chúa vừa lên khỏi hang, Lý Thông sai lính vần đá lấp kín cửa hang lại, hỏng nhốt Thạch Sanh ở trong đó. Công chúa thấy vậy, uất ức quá hóa câm. Cửa hang đá bị bịt kín khiến Thạch Sanh phải phá đá lấy lối ra. Không ngờ những tiếng đập ầm ầm đấy đã đánh thức con đại bàng. Thấy mất công chúa, đại bàng giận dữ xông tới định mổ chết Thạch Sanh. Chàng mưu trí lúc tiến lúc lui, làm cho đại bàng vốn đang bị thương mỗi lúc một đối sức. Thừa cơ, Thạch Sanh vung rìu hạ gục chim dữ.
Chợt Thạch Xanh nghe thấy có tiếng rên ở góc hang. Chàng lại gần thì thấy một chàng trai trẻ đang bị nhốt trong cũi. Hỏi ra mới biết đấy là thái tử con vua Thủy Tề, bị đại bàng bắt giam đã mấy năm nay. Thạch Xanh phải dùng đến cung tên vàng mới phá được cũi cứu thái tử. Để đền ơn chàng cứu mạng, thái tử mời Thạch Xanh xuống chơi thủy cung. Hai người lần theo dòng suối chảy trong lòng hang, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vua Thủy Tề gặp lại con mừng vui khôn xiết, ngài mở tiệc linh đình đãi Thạch Xanh, rồi truyền thái tử đưa chàng thăm thú khắp nơi. Hai người tình cờ đi qua nơi ẩn náu của một con yêu tinh. Thấy thái tử đẹp trai, yêu tinh biến thành một cô gái đẹp, giở trò ve vãn chàng. Thạch Xanh nhận ra là yêu quái, liền dùng cung tên vàng bắt nó hiện nguyên hình con cáo chín đuôi, rồi nhốt vào hang đá. Nhờ vậy mà thái tử thoát nạn. Thạch Xanh chơi dưới thủy cung ít ngày, đã thấy nhớ quê hương. Chàng xin tử tạ cha con vua Thủy Tề, biết không giữ được chàng, nhà vua cùng thái tử quyến luyến tiễn đưa và tặng Thạch Xanh một cây đàn cùng một cái niêu cơm thần kỳ. Thạch Xanh trở về chốn cũ, bầu bạn cùng chim muông cây cỏ. Còn Lý Thông, khi đưa được công chúa về cung, lại một lần nữa nói dối vua, nhận công giết đại bàng cứu người đẹp. Nhà vua chuyển thăng chức cho hắn và hẹn ngày công chúa khỏi cấm sẽ làm lễ cưới. Ít lâu sau, Lý Thông biết tin Thạch Xanh đã thoát khỏi hang sâu trở về, liền tìm cách hãm hại. Hắn đem vàng bạc châu báu giấu dưới gốc đa, rồi vu cho chàng tội ăn trộm và bắt bỏ ngục. Ở trong ngục, Thạch Xanh buồn lắm, đêm đêm chàng đem đàn ra gầy, tiếng đàn ra diết vang lên. Đàn kêu tích tịch tình tang, ai đem công chúa dưới hang trở về. Đàn kêu sao ở bất nhân, biết ăn quả lại quên ơn người chồng. Từ ngày trở về cung, công chúa kém ăn kém ngủ, không thiết tha cả trang điểm. Nay nghe tiếng đàn, nàng bỗng cất lời. Nàng kể với cha chuyện Thạch Xanh xuống hang sâu cứu mình, chuyện Lý Thông cướp công người khác.